yêu nhau thì không có sang hàng, yêu nhau không có quyền tước hay cao sang hay giàu nghèo. Khi mà hai trái tim rung động và đúng là số mệnh thì cố giữ cái tình yêu đó, không thể một thế lực nào, tiền bạc hay là quyền hành hay là kể cả vua cha hâm đòi chém, nhưng mà họ vẫn thương nhau và lấy nhau và đi đến sau này được là nhân dân của Việt Nam ca ngợi chữ Đồng Tử và Tiên Dung là một trong tứ bất tử, trong đó có cái tình yêu nam nữ. Cái thứ tư là câu chuyện là cái ca ngợi cái đức hạnh của người phụ nữ Việt Nam. Đàn ông không có ca ngợi được đức hạnh, nhưng mà riêng phụ nữ đó là câu chuyện của bà Liễu Hạnh, là một nhân vật đại diện cho phụ nữ Việt Nam, thể hiện cái gì rất là từ bi hỷ xả, rất nhân nghĩa lệ chí tín, và kể cả có một cái đức hạnh hy sinh, nên là cái người phụ nữ Việt Nam đặc biệt lắm, thật sự phải nói là cao cả và đặc biệt. Nên vợ tôi đến nó có một cái gì đó ẩn chứa, và cái mối tình của tôi thì thật sự thưa quý vị cũng na ná gần như thế, tức là chúng tôi lúc đó chỉ còn một vợ chồng nắm tay nhau và vượt qua thôi, còn chung quanh là gần như là tôi nói là đi từ trong tâm bảo đi ra, và rốt cuộc chúng tôi đi đến và nắm tay nhau đi,